Căn nhà ma và ba địa điểm giận người ở Kon Tum. Tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Giọng đọc MC Tả Từ, Bí ẩn Radio. Câu chuyện thứ nhất, căn nhà ma ở xã Hòa Bình. Căn nhà đó nằm ở thôn mấy thì tôi cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ nó nằm ngay cạnh đường liên thôn, ở cái khu vườn ấy rất rộng. Căn nhà nằm lọt thỏm giữa những đám cỏ dại cao tới nửa bụng người lớn. Cả khu nhà toát lên vẻ âm u và lạnh lẽo vô cùng. Năm đó tôi cũng chưa biết vì sao căn nhà đấy lại bị bỏ hoang. Sau khi vào nhà bạn tôi ở thôn bên trong đó một đoạn thì nó mới kể lại câu chuyện đau thương của gia đình ấy. Năm đó 2009, tôi cùng với một vài người bạn xuống dưới này chơi ở nhà thằng bạn cùng lớp. Nhà nó thì đi qua trung đoàn 28 hiện tại một chút thì rẽ vào sâu bên trong. Nhà nó nằm tút lút gần bìa rừng. Nhớ là nhà nó đi cỡ mấy trăm mét thì có mấy con thác nhỏ, người ta gọi là suối mơ. Lâu rồi tôi cũng không nhớ rõ. Khi mà bọn tôi đi qua chỗ cái nhà hoang này, bên trong thấy nhiều cây ăn quả nhưng mà bỏ hoang lâu rồi, cỏ mọc che kín cả hàng rào. Thằng bạn tôi nó nói: "Trời má ơi, nhìn cái nhà này trái cây nhiều quá trời vậy mà bỏ hoang nè. Chút nữa vào nhà thằng Hà, dù nó ra đây hái tụi mày nhé." Bọn tôi đạp xe đi qua rồi mà vẫn cố ngoái đầu lại nhìn những trái xoài bự chà bá đong đưa trên cây. Vào tới nhà thằng Hà thì mới có giữa buổi sáng. Bọn tôi được nó khao cho một chầu vú sữa. Xong xuôi, nó rủ bọn tôi đi ra chỗ mấy cái thác cách nhà nó một đoạn. Đồ ăn mang theo thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị hết rồi. Bà má thằng Hà còn cho thêm 2 con gà để đem đi nướng. Ra đến suối, mấy đứa con gái thích nước quá nên nhảy lại thác nghịch. Bọn tôi nhặt củi để nướng gà. Đến trưa, khi mọi thứ xong xuôi, ngồi bên mâm thức ăn, thì thằng Thành đột nhiên nói: "Ê Hà, trên đường vào nhà mày có cái nhà bỏ hoang ngay đường lộ ấy. Trời má, cây trái chĩu cành mà không có ai hái à. Chút nữa ra xin đi mày, nhìn mà thèm lắm." Lúc này thằng Hà nó nhấm nháp ly bia trên tay rồi mới nói: "Tụi bay có tin là nhà đó có ma không? Tao nói nhà đó có ma đó, ghê lắm, muốn nghe không?" Nghe tới ma là tụi tôi đã khoái rồi. Cả đám tụm lại vây quanh thằng Hà. Nó bắt đầu kể, giọng trầm ấm như một người kể chuyện thực thụ. Căn nhà đấy của một cặp vợ chồng trẻ. Cả hai vợ chồng năm đó mới có hơn 30. Có một đứa con gái vô cùng xinh đẹp. Cô vợ thì làm ở bên môi trường tỉnh, còn người chồng thì làm công an hình sự. Hàng xóm xung quanh đấy ai cũng khen rằng gia đình họ vô cùng đẹp đôi, hạnh phúc. Nhưng chẳng ai biết rằng bên trong cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ đấy có rất nhiều khúc mắc với nhau, đè nén nhau đã từ rất lâu. Lấy nhau được 5 năm, con gái cũng đã 4 tuổi rồi, nhưng cô vợ chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu đích thực, chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc thực sự. Tuy nhiên, khi ra bên ngoài thì cô luôn nở nụ cười hạnh phúc bên chồng. Ngày đấy, cô bị bố mẹ ép gả cho chồng. Cứ tưởng rằng lấy nhau thì sẽ dần dần tình yêu sẽ có. Niềm vui cũng sẽ nhân đôi khi cô vợ biết tin có thai. Nhưng từ khi cô sinh con xong thì người chồng thường xuyên đi sớm về hôm. Có một hôm, cô gửi con cho hàng xóm chạy đi tìm chồng ở cơ quan thì vô tình bắt gặp chồng cô đang vào nhà nghỉ với một người đàn ông. Cứ nghĩ đó là chỉ vì công việc, nhưng khi cô tận mắt chứng kiến hai người họ ôm ấp và hôn hít nhau thì hình ảnh của người chồng lạnh lùng vô cảm đã biến mất trong tâm trí cô. Thay vào đó chỉ còn là sự trống rỗng. Cô khóc ngay tại chỗ, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Hóa ra chồng cô là gay. Việc cô bị gả cho anh ta cũng chính là do hai bên gia đình sắp xếp hòng che mắt thiên hạ. Cô chạy xe về nhà, ôm đứa con gái về mà lòng đau như cắt. Đến đêm muộn người chồng mới về, nhìn thấy mắt vợ sưng húp nên mới hỏi: "Ủa, có chuyện gì mà em lại khóc sưng húp mắt lên thế này?" Nói rồi anh ta đi đến nắm lấy vai cô. Cô không nói gì mà nhấc tay anh ta ra. "Tôi thật không ngờ anh lại như vậy. Tôi không ngờ anh lại biến thái như thế.
tôi kinh tởm anh đừng có đụng vào người tôi. Người chồng đứng im như tượng. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng hét của cô cũng đứng ở bên ngoài hàng rào, đứng ngóng vào. Vì vốn dĩ họ ở đây mấy năm rồi mà chưa bao giờ có tiếng cãi cọ cả. Bên trong lại vang lên tiếng của người vợ. Tôi không ngờ bấy lâu nay anh lấy tôi chỉ để che đi cái mác. Sau lưng tôi anh vẫn cặp kè với đàn ông. Anh cút khỏi mắt tôi. Người chồng sững sờ khi biết vợ phát hiện ra sự thật của mình. Anh ta chạy ra khỏi nhà. Vừa ra bên ngoài liền nhìn thấy hàng xóm chỉ trò bàn tán. Thì anh ta càng tức giận. Anh ta hét lớn. Mấy người coi cái gì? Cút xéo đi không? Anh ta chửi xong rồi lên xe máy chạy đi. Cả đêm và ngày hôm sau đó, anh ta không quay trở về. Cô vợ cả ngày cứ rú rú ở trong nhà. Đứa con được đưa qua nhà ngoại gửi. Đến sáng sớm ngày hôm sau, người chồng mới trở về. Anh ta về nhà trong tình trạng say xỉn. Vừa thấy vợ liền lao đến ngay. Nhưng bây giờ cô nhìn thấy anh ta thì trở nên vô cảm. Cả hai người lại cãi nhau thêm một trận nữa. Cuối cùng người vợ đề nghị ly hôn. Người chồng đồng ý, nhưng yêu cầu cô bế con đi về. Chiều hôm đấy, hai người qua nhà ngoại đưa con bé về. Người chồng chở vợ con đi mua rất nhiều đồ chơi và quần áo đẹp. Buổi tối, ba người đang ngồi ngoài phòng khách thì người vợ đưa lá đơn ly hôn ra nói. Đây, anh ký đi. Tài sản tôi không cần, tôi chỉ cần con thôi. Người chồng cầm lấy tờ đơn, đọc một lúc rồi đặt xuống bàn nói. Tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần đứa bé. Tài sản tôi giao lại cho cô. Cô vợ không chịu. Hai người lại xảy ra một trận cãi vã ầm ĩ. Hàng xóm nghe thấy tiếng ấm chén vỡ trong nhà. Tuy nhiên cổng đã khóa nên không thể chạy vào được. Bên trong nhà cô vợ hét lên. Anh buông tha cho mẹ con tôi đi. Anh hãy chạy theo cái sở thích của anh đi. Lúc này người chồng giống như bị chạm vào nỗi đau, nỗi tự ái lớn nhất của đời mình. Anh ta không kiềm chế được bản thân nữa, chạy nhanh vào trong phòng làm việc của mình, rồi lấy khẩu súng lục của mình, chạy ra, dí vào đầu vợ và quát. Cô nói nữa đi, cô nói tôi là cái gì? Cô nói lại tôi xem nào, hôm nay tôi bắn bể sọ cô. Cô vợ chẳng sợ mà sấn tới hét lớn. Anh là đồ biến thái, cái đồ ghê tởm. Chưa kịp nói hết thì một tiếng đoàng vang lên. Trên thái dương cô xuất hiện một lỗ đạn. Máu từ bên trong đó chảy ra xối xả. Cô ngã phịch xuống đất. Đứa con trên tay ngã ra sàn. Nó hét lên. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi. Bên ngoài, hàng xóm nghe tiếng súng thì chạy trối chết. Người chồng nhìn xác vợ đang nằm trên vũng máu. Ánh mắt hiện lên những vằn đỏ độc ác. Một tiếng súng nữa vang lên. Đứa bé đang ôm lấy mẹ đột nhiên ngã lăn ra đất. Máu từ đỉnh đầu nó chảy ra ồ ạt. Chết mà không biết lý do. Sau cùng, người chồng đứng đó, ánh mắt điên dại, miệng nở ra một nụ cười. Sau cùng anh ta đưa súng lên đầu mình rồi lẩm bẩm. Kiếp này tôi sinh ra đã như vậy, mong kiếp sau tôi sẽ là một người đàn ông thực thụ. Tiếng súng thứ ba vang lên. Người chồng cũng ngã xuống đất trên vũng máu. Người dân lúc này đã báo công an. Họ phá cổng xông vào nhà. Cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Bên trong ba cái xác người đang nằm trên vũng máu đỏ lòm. Tất cả đều đã chết. Đám tang của ba người diễn ra nhanh chóng. Người đi đưa tang đông kín. Sau đó, ông nhà được giao lại cho một ông bác bên người nhà chồng trông coi và hương khói. Nhưng đêm đầu ở lại căn nhà đó, ông đã bị dọa cho chết khiếp. Nửa đêm đang ngủ thì bị ai đó kéo chân. Bên tai lại vang lên tiếng trẻ con. Ông đi chỗ khác đi, chỗ này là của con mà. Cứ nghĩ mình nghe lầm nên ông ấy ngủ tiếp. Bên ngoài lại vang lên tiếng xoong nồi lạch cạch. Sau đó lại còn nghe thấy tiếng nói chuyện, rồi tiếng đi lại trong nhà. Đêm thứ hai lại gặp trường hợp đó, cho nên người này không dám ở lại đây nữa. Căn nhà bị bỏ hoang mấy tháng, cỏ mọc tùm. Sau đó lại có một gia đình tới ở. Nhưng gia đình này cũng dọn đi ngay sau khi vào nhà ở chưa được 2 ngày. Kể từ đó, căn nhà bị bỏ hoang. Lâu lâu hàng xóm họ lại nghe thấy tiếng hét từ bên trong. Căn nhà lâu rồi không có ai ở, nhưng có nhiều người đi qua giữa đêm muộn vẫn nhìn thấy ánh đèn từ bên trong. Và còn có người di chuyển qua lại. Lời đồn cứ thế vang xa. Nhiều người có ý định mua lại căn nhà cũng nhụt chí. Đến hiện tại, căn nhà đó đã trở nên hoang sơ và đáng sợ vô cùng.
Quay lại với cuộc nhậu của chúng tôi, ngồi nghe thằng Hà kể lại thì đứa nào cũng sợ. Tôi còn chọc thằng Thành: tối về ghé qua đó xin mấy trái xoài mây. Nó lè lưỡi lắc đầu. Chúng tôi chơi ở ngoài này chán chê thì rút quân về nhà thằng Hà, ở lại ăn tối với nó. Sau đó bọn tôi mới đạp xe ra về. Khi đi qua căn nhà hoang lúc sáng gặp thì con Thư đột nhiên nói: ê chúng mày ơi, trong nhà đó hình như có sáng đèn kìa. Bọn tôi đồng loạt nhìn vào, quả thật bên trong có ánh đèn hắt ra. Chẳng đứa nào bảo đứa nào đều cong đít mà chạy xe đạp thật nhanh qua đó. Tôi chẳng hiểu sao còn cố ngoái lại nhìn. Bất chợt từ trên cây xoài gần đó, giống như có một đôi mắt đang nhìn lại về phía tôi. Căn nhà này hiện vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ. Câu chuyện thứ hai: ma bộ đội ở sân bóng. Năm đó nhà tôi vẫn còn ở khu tập thể bộ đội. Khu nhà tôi ở nằm cuối đường của trung đoàn 66 cũ. Chỗ đường Trường Chinh có một con đường đất đi vào cỡ 300 mét, rẽ tay trái là tới dãy nhà tôi ở. Nếu mà đi lên thêm 500 mét nữa thì sẽ đi đến tiểu đoàn số 17 đóng quân gần đó. Khu tôi ở thì nhiều mít với đất hoang, và điểm đặc biệt chính là giao thông hào tập luyện cho bộ đội thì nhiều vô kể. Năm đó trường trung cấp nghề Con Tum nằm đối diện với dãy nhà tôi ở. Nhớ đợt đó, tôi với hai ông anh học bên trường nghề rủ nhau đi bắt con kỳ nhông. Vì họ là người địa phương cho nên được miễn học phí, còn chi phí ăn uống sinh hoạt thì tự lo, cho nên ban đêm thường tự đi kiếm đồ ăn để nấu. Ba người bọn tôi đi trích lên theo hướng tới tiểu đoàn số 17. Chỗ đó có một cái sân bóng nhỏ đang xây dở. Bọn tôi loanh quanh ở đó soi đèn rồi bắt. Chỗ này còn có mấy dãy nhà hoang bỏ không nữa. Chợt bọn tôi nghe thấy tiếng chạy thịch thịch của ai đó. Soi đèn qua thì thấy có một người bộ đội trên lưng đeo súng đang chạy vào trong cái nhà hoang gần đó. Nghĩ là bộ đội đang đi tập đêm nên bọn tôi cũng không chú ý. Cứ thế ba người đi tìm quanh đó. Sau một lúc sau đi đến chỗ phía sau mấy ngôi nhà hoang, có ba cây nhãn bự chà bá luôn. Tự nhiên chẳng hiểu sao tôi nghe trên cây có tiếng động. Tôi dọn đèn pin lên thì một người mặc quần áo bộ đội đang ngồi trên đó, nhe răng ra cười. Tôi giật mình làm rơi cái đèn pin xuống đất. Hai ông kia thấy vậy cũng đưa đèn lên soi. Nhưng mà lúc này trên đó chẳng có gì nữa, trên cây trống trơn. Tự nhiên gai ốc tôi nổi lên từng cục. Tôi sợ quá nên giục hai ông kia đi về. Xong bẵng đi mấy hôm, tôi không đi với mấy ông kia. Tự nhiên hôm đó mấy ổng lại rủ đi tiếp. Lần này tôi cũng quên chuyện hôm trước nên hăng hái đi lắm. Khi đi đến chỗ cái sân bóng làm dở, chỗ đó người ta đào một cái giếng khá sâu để lấy nước tưới cỏ. Đột nhiên tôi thấy có người nhảy từ trên giếng xuống. Tôi kêu lên: Hai anh có nhìn thấy chỗ đó hình như có một ông mặc đồ bộ đội nhảy xuống giếng không? Hai ông kia cũng gật đầu lia lịa. Và tôi vội cầm đèn pin chạy đến bên miệng giếng. Nhưng miệng giếng lúc đó được đặt tấm đan bên trên, còn bọc lưới B40 lại. Ba chiếc đèn soi xuống dưới, mặt nước phẳng lặng im ắng, không hề có dấu hiệu vừa có người nhảy xuống. Ba thằng bọn tôi nhìn nhau, không ai nói với ai tiếng nào, cầm đèn vọt thẳng về nhà. Hai ông kia cũng phải chạy theo. Từ hôm đó tôi không dám đi theo mấy ông đó nữa. Xong trôi qua được nửa tháng. Bữa đó đi học về, thấy bộ đội với mấy thầy cô ở bên trường chạy lên chỗ sân bóng rất đông. Tôi cũng chạy theo. Lên đến nơi mới biết người ta trong lúc đào đất đã đào được một bộ hài cốt là của liệt sĩ. Đây là bộ đội của ta hy sinh vào thời chiến tranh. Di vật còn lại là một khẩu AK, một khẩu K54, 10 băng đạn AK, 2 miếng C4, 2 quả lựu đạn, một cuốn nhật ký và một bức ảnh. Sau đó tôi đọc thoáng qua người liệt sĩ ấy, tên là H. Sau cái vụ đó tôi mới biết đợt đi bắt kỳ nhông là do ông kia ổng trêu bọn tôi. Kể từ đó tôi cạch không dám đi đêm với mấy ông kia nữa. Câu chuyện thứ ba: ma giết rồi giấu ở bụi cỏ. Năm đó tôi nhớ không nhầm thì đúng năm người ta đang xây dựng trường cấp 3 Trường Chinh, nằm ở đường Trần Văn Hai bây giờ. Nơi đó trước đây chính là nghĩa địa. Mộ mới, mộ cũ, mộ xưa, loại nào cũng có.
để giải phóng mặt bằng, người ta di rời hết tất cả các ngôi mộ đi. Đợt đó ông anh gần nhà tôi chính là quản đốc của công trình ấy. Lúc đầu đến thì người ta cúng bái ở mấy khu Phật mộ rất chi là đàng hoàng. Ngày nào công nhân cũng tới công trường thắp nhang cầu khấn. Có điều là thời gian trôi đi được nửa tháng thì thói quen thắp nhang cũng không còn nữa. Sau đó liên tiếp mấy chuyện ma mị đã diễn ra. Đầu tiên là vào một đêm trời mưa lâm thâm, cả công trường chỉ thắp sáng bằng hai cái bóng cao áp. Mưa cứ là đà rơi xuống nên cũng nhá nhem vô cùng. Ở công trường lúc này chỉ có mỗi một mình bác bảo vệ lớn tuổi ở lại trông coi vật liệu. Đang nhâm nhi ly trà nóng với mấy bài hát trên radio thì bất chợt bác bảo vệ nghe thấy tiếng rầm từ trong khu nhà đang xây dở. Vội đặt ly trà xuống, cầm chiếc đèn pin siêu sáng dọi vào trong hướng đó. Vì khu này gần với mấy làng người đồng bào cho nên cũng sợ mấy đứa nhỏ đó vào đây lấy trộm sắt thép gì đấy. Ông ấy dọi đèn thì thấy có một bóng người mặc quần áo công nhân vừa đi vào trong khu nhà. Ông cầm đèn chạy ra, vừa chạy vừa gọi: "Này, có đứa nào kia? Đứa nào mà giờ này còn vào công trường đấy hả?" Cái bóng kia đứng lại một chút, sau đó lẩn vào bên trong. Bác bảo vệ bực quá, nhặt một gốc cây gần đó rồi đi dần vào bên trong. Trong này đã bắt đầu xây tường ngăn thành từng gian phòng, tuy nhiên vẫn có cửa thông với nhau cả trước và sau, cho nên bác bảo vệ không biết người ta đi hướng nào. Ông ấy đi từ từ vào căn phòng lúc nãy thấy bóng người kia. Trong này chẳng có ai. Sau đó ông ấy đi vòng ra cửa sau, đi ra ngoài hành lang phía sau. Cái bóng người kia vừa đi hết hành lang, dạt về phía xa. Bác bảo vệ lại hét lên rồi chạy thật nhanh về phía bóng người kia. Khi mà ông ấy đi đến cuối hành lang thì thấy người kia vòng ra phía ngoài xa. Nơi này ánh đèn cao áp đã chiếu không đến. Hắn đi vào trong bóng tối. Bác bảo vệ cố dọi đèn theo nhưng không thấy. Sau cùng đành cầm chiếc đèn pin quay trở vào trong, đi dạo một vòng, sau đó mới quay lại chòi gác. Cứ tưởng đó là một người nào ở cái xóm gần đó vào đây trêu chọc mình nên bác bảo vệ không đem chuyện này báo lại. Tối hôm sau trời không mưa, gần rằm nên trăng sáng vô cùng. Bác bảo vệ lại nghe thấy tiếng động rất lớn, giống như tiếng sắt thép rơi đổ vậy. Vội cầm đèn chạy vào bên trong dãy nhà. Bác thấy một dãy bao xi măng mới nhập về chiều nay, chẳng hiểu sao bỗng đổ cành ra đất. Bao nào cũng bị chọc thủng một lỗ ở giữa khá to. Bác bực tức văng tục: "Tiến sư thằng danh con nào mà vào đây phá à? Tao mà bắt được, tao vặn cổ chết mẹ mày." Dứt lời thì có tiếng cười ma quái từ phía xa vọng đến. Ông ấy chạy ra ngoài hành lang phía sau thì nhìn thấy cái bóng người hôm qua vụt qua chạy ra xa. Lần này ông rất bực nên chạy thật nhanh đuổi theo. Nhưng khi ra ngoài thì lại mất dấu. Bực tức ông quay trở lại chòi canh. Sáng ngày hôm sau quản đốc đến, bảo vệ báo cáo lại chuyện khi tối. Mấy người kia cười bác thần hồn nát thần tính. Khu này đã mời thầy về cúng kiếng phong đất thì làm gì có ma nào dám vào đây. Nhưng bác bảo vệ khăng khăng nói có, còn nói ai không tin thì ở lại mà coi. Tối đấy, một quản đốc tên Trường đã vào công trường với bác bảo vệ. Ông ấy muốn xem lời ông bảo vệ nói có thật hay không. Khi mà hai người đang ngồi nói chuyện phiếm trong chòi gác thì bên trong khu nhà bỗng vang lên tiếng loảng xoảng. Hai người vội cầm đèn pin chạy nhanh vào trong dãy nhà. Khi vào đến nơi thì hai người mới nhìn thấy một bóng người chạy nhanh ra khỏi dãy nhà. Bác bảo vệ hét lớn: "Tiến sư nó, đúng là cái thằng danh con này rồi, đêm nào cũng vào đây phá phách. Bắt đến nó chú Trường." Ông Trường quản đốc còn trẻ nên chạy khá nhanh, thoáng chốc đã bỏ lại bác bảo vệ ở phía sau lưng. Đến khi bóng ông Trường mất hút trong màn đêm thì bác bảo vệ mới chạy hết hành lang. Bác ấy đứng ở đó đợi ông quản đốc quay lại. Nhưng 5 phút, 10 phút, rồi 20 phút cũng không thấy ông ấy quay lại. Lúc này bác bảo vệ mới cuống cuồng chạy theo hướng ông quản đốc biến mất. Chỉ có điều sau khi chạy ra chỗ mấy ngôi mộ còn sót lại thì ông ấy sợ quá không dám chạy đi nữa. Cả đêm đợi mãi không thấy ông Trường quản đốc quay về, bác bảo vệ già thức trắng đêm. Sáng sớm vừa tờ mờ sáng, ông ấy đã chạy đi tìm người tới trợ giúp. Tuy nhiên tìm khắp tất cả mọi nơi cũng không tài nào tìm ra tung tích của ông Trường. Hai ngày trôi qua, công an cũng vào cuộc vì ông ấy tự nhiên mất tích. Dấu vết để lại chẳng có gì ngoài lời kể của ông bảo vệ. Một tuần sau, công trường vẫn hoạt động bình thường. Người ta nghĩ ông Trường trốn nợ nên mới chạy trốn trong đêm như thế. Sáng nay có một người vào thăm mộ. Những ngôi mộ còn sót lại bên ngoài vạt đất quy hoạch xây trường.
Ông ấy bỗng nghe thấy có một mùi thối kinh khủng bốc lên. Càng ngày càng thối, nên người đàn ông đó không chịu được, đi tìm thử. Khi đi đến một ngôi mộ bị bỏ hoang nhiều năm, cái cối mọc phủ kín lên trên như một lớp ngụy trang, thì bắt đầu thấy ruồi nhặng bâu đầy bên ngoài. Tò mò nên ông ấy vạch cây ra xem thứ gì chết trong đó. Sau khi nhìn thấy thứ bên trong, ông ta tá hỏa chạy đi, miệng la lên: "Có người chết bà con ơi, có người chết." Công nhân ở công trường nghe thấy liền chạy ra. Người gan dạ đi đến chỗ bác đấy chỉ, vạch cây ra. Một cái xác người đang bắt đầu phân hủy. Cả người phồng rộp lên, nhưng khuôn mặt vẫn chưa biến dạng. Họ nhận ra đây là ông trường quản đốc đã biến mất một tuần trước. Người dân ở cái xóm trồng rau này sau đó nghe tin cũng đến xem đông kín. Mùi thối bốc lên quá kinh khủng. Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Họ dùng bạt quây kín bên trong rồi bắt đầu khám nghiệm tử thi. Mấy ngày sau đó, người ta nghe phong phanh được kết luận của công an là ông trường chết vì nhồi máu cơ tim đột ngột. Trong khi đó, người vợ của ông ấy khẳng định ông ấy chưa bao giờ bị bệnh tim. Người ta đồn đoán rằng cái đêm đó ông trường bị hồn ma kia dọa cho sợ hãi quá độ mà chết thì mới đúng. Ít lâu sau, bên công trình phải nhờ một vị thầy cúng đến cúng lại đất ở nơi này. Sau đó ít lâu thì những ngôi mộ còn sót lại cũng được di rời đi, thay vào đó là trụ sở công an phường và ủy ban phường được xây lên. Cho đến bây giờ, cái bãi hoang sau trường đó vẫn còn, có điều là không còn hoang vắng như trước kia nữa. Dân ở đó cũng đã chuyển đi nơi khác mất vài hộ, chỉ còn lại ít nhà ở đó trồng rau và đào ao thả cá mà thôi. Bí ẩn ngôi nhà ma ám và ba địa điểm giận người ở Kon Tum. Câu chuyện thứ tư: ma thắt cổ trên cây cổ thụ. Cây cổ thụ này nằm gần nhà tôi. Như ở trên tôi đã viết thì nhà tôi đang ở khu tập thể của bộ đội cũ thuộc thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngay sau tiểu đoàn 17 thì có một khu thao trường khá rộng cho mấy tiểu đoàn bộ đội tập trận. Ngoài đó có một cái cây vô cùng lớn, cỡ tầm 5 hay 6 người ôm. Cái hồi nhà tôi còn ở gần đó thì cái cây này nó chọc lóc, chẳng có tí lá nào. Xong có một đợt, một chú sĩ quan chỉ huy dẫn lính đi tập đêm ngoài đó. Ông ghé vào nhà tôi chơi thì ngồi nói chuyện với bố tôi. Ông kể rằng cái cây đó có ma. Bộ đội mà cứ đi tập đêm thường xuyên thì bị ma nhát, không thì kiểu gì cũng bị mất dụng cụ. Có đợt thậm chí còn bị giấu súng đi nữa. Lúc đó tôi cũng tò mò về chuyện đó nên ngồi nghe ông kể lại như vậy. Cách đây mười mấy năm trước, cái cây đó vẫn bình yên vô sự. Thường thì bộ đội cứ mấy tháng người nhà lại được lên thăm một lần. Hôm đó chú bộ đội ấy được người yêu lên thăm. Hai người lâu ngày gặp nhau cho nên buổi tối được phép đi ra ngoài và phải về đơn vị trước 9 giờ tối vì giờ đó là giờ điểm danh. Vì ông cũng mới lên đây nên chưa biết đi nơi nào, nên đành dẫn người yêu ra ngoài gốc cây đa ngồi tâm sự. Đêm thanh gió mát, trăng mờ, chuyện trai gái yêu nhau thì không tránh khỏi chuyện đời ấy. Lúc đầu hai người cũng hăng say lắm, nhưng đến công đoạn cuối cùng thì cô gái lại từ chối thẳng thừng, khiến cho chú bộ đội ngỡ ngàng. Chú chưa kịp hỏi lý do thì cô gái đã nói: "Hôm nay em lên thăm anh xem như là lần cuối. Em xin lỗi anh, em không thể chờ ngày anh ra quân được nữa." Chú bộ đội ngơ ngác ra một lúc để định hình lại mấy từ ngữ mà người yêu mình vừa nói. Mãi chú mới nắm lấy tay cô nói: "Ơ kìa em, sao em lại nói như vậy? Không phải là tình cảm của chúng mình đang còn tốt hay sao? Ráng đợi anh ra quân rồi chúng mình làm đám cưới. Em nói gì anh không hiểu?" Cô gái vội rụt tay trở về rồi cúi gằm mặt xuống nói: "Tự em nghĩ như vậy. Em giờ đi làm công việc ổn định rồi, anh thì đi lính ra lấy công việc gì mà làm. Bố mẹ em cũng già yếu cả rồi. Nhà em có mỗi một mình em, nên bố mẹ để bấu víu vào em cả. Thật sự chúng ta không thể đến được với nhau đâu anh à. Chúng ta chia tay đi." Chú bộ đội ngồi thừ ra, hai hàng nước mắt chú trào ra. Chú cũng biết hoàn cảnh gia đình của người yêu và hoàn cảnh gia đình của mình như thế nào. Cả hai đều xuất thân là con nhà nghèo, yêu nhau từ thời còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng chú lại chọn cách đi làm 2 năm, sau đó đi theo tiếng gọi của Tổ quốc. Lòng chú quặn đau, cố gắng để người yêu mình thay đổi chủ ý. "Em à, anh biết hiện tại chúng mình đang trắng tay, nhưng mà em yên tâm đi, anh sẽ cố gắng
sau khi ra quân, anh sẽ đi tìm việc làm để lo cho cuộc sống của hai đứa mình. Cô gái lúc này chợt ôm lấy mặt rồi khóc hu hu. Mãi sau cô ngẩng đầu lên hỏi chú bộ đội: anh có yêu em không? Nếu yêu em thì em xin anh hãy quên em đi. Em không xứng đáng làm vợ anh nữa. Em có thai với người khác rồi. Anh ấy yêu em vô cùng. Nhà anh ấy lại có điều kiện nữa. Anh ấy cũng hứa sau này sẽ chu cấp nuôi dưỡng bố mẹ em rồi. Em xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh. Nghe tiếng có thai, tai chú bộ đội lùng bùng như có mấy trăm tiếng trống đánh vào. Chú lẩm bẩm: không thể nào, không thể nào. Em lừa anh có phải không? Cô gái lấy trong túi sách của mình ra một tờ giấy rồi đưa qua cho chú bộ đội. Chú cầm lấy bên trên có ghi vài chữ: có thai sống trong tử cung 8 tuần tuổi. Chỉ mới đọc đến đó thôi thì người chú đã thử ra. Chú nắm lấy vai người yêu lay mạnh rồi hét lên: tại sao, tại sao? Em nói đi, tại sao em lại thay đổi như vậy? Em vì tiền thôi à? Em khinh anh không có tiền lo cho em đúng không? Đúng không? Cô gái vùng tay ra khỏi chú: anh đừng có nói như vậy nữa, em xin anh đấy. Chúng ta giải thoát cho nhau thôi. Hôm nay người yêu mới của em cũng lên đây, nhưng em không muốn hai người gặp mặt nhau. Thôi cũng muộn rồi, chuyện gì nói em cũng đã nói xong rồi. Anh đi về đơn vị đi. Nói rồi cô lấy điện thoại gọi cho ai đó. 10 phút sau, từ dưới đường có tiếng còi ô tô bấm inh ỏi. Cô gái đứng dậy nhìn thấy chú bộ đội đang úp mặt vào gốc cây khóc. Cô chẳng nói thêm tiếng nào nữa, lặng lẽ bước đi, hai hàng nước mắt lăn trên má cô. Cô gái đã rời đi rồi. Chú bộ đội ngồi ở đó, thân thể chú như vừa có một cái búa đập mạnh vào vậy. Chú lẩm bẩm: không có em thì cuộc đời anh còn ý nghĩa gì nữa. Lan ơi, em đừng bỏ anh. Chú vừa lẩm bẩm vừa cởi chiếc áo quân nhân đang mặc trên người ra, dùng tay xé rách ra thành từng mảnh nhỏ. Sau đó chú nối những mảnh vải lại với nhau tạo thành một sợi dây. Xong chú vắt sợi dây lên cái cành cây của thân cây to ngay bên cạnh. Nhìn lại bầu trời thêm một lần nữa, trên đó hiện ra khuôn mặt tươi cười của người yêu chú. Chú lẩm bẩm: hẹn em kiếp sau vậy. Tối hôm đó, đến giờ chỉ huy chưa thấy chú về. Toàn đại đội được triển khai, vệ binh cũng tham gia tìm kiếm, nhưng không ai biết chú đi hướng nào. Đến sáng ngày hôm sau, khi bộ đội đi ra thao trường tập luyện, mới phát hiện ra chú đã treo cổ trên thân cây. Bố mẹ già chú ở quê bắt xe lên, nhìn thấy đứa con mới hôm nào có gọi điện về hỏi thăm. Ấy vậy mà nay đã trở thành một cái xác lạnh. Hai thân già không thể nào chịu được. Mẹ của chú ấy đột quỵ, may mắn đưa vào viện cấp cứu kịp thời. Mọi trách nhiệm đổ dồn lên vai người cha già và người chị quá chồng. Ngày chú được đưa về nhà để lo hậu sự, chỉ huy và ban quân giáo cũng có mặt. Hàng xóm đến chia buồn rất đông. Khi đó chưa ai biết lý do chú chết là vì sao, nhưng sau này bên quân đội công bố chú chết là do tự vẫn. Cô người yêu đến nhìn từ xa, sau đó quay lưng rời đi. Cứ nghĩ mọi chuyện đã êm đẹp rồi, sau khi cái chết của chú trôi qua được hơn một tháng, thì đêm hôm đó bộ đội lại ra thao trường diễn tập. Hơn 20:30, chỉ huy cho lính nghỉ ngơi. Mỗi người ngồi một chỗ. Có một chú bộ đội đi lại cái cây to dựa lưng vào và úp mũ cối lên che mặt. Đột nhiên bên cạnh có tiếng bước chân, sau đó có tiếng nói vang lên: hết giờ rồi thì về đơn vị ngủ đi, sao lại nằm ở đây? Chú bộ đội này mới lấy cái mũ ra vì nghĩ là chỉ huy nào đó. Nhưng bên cạnh chẳng có ai. Chú thấy có một sợi dây thòng từ bên trên cây đong đưa xuống trước mặt. Lúc nãy chú đến thì làm gì có, mà sao tự nhiên bây giờ cái dây lại xuất hiện? Chú ngước đầu nhìn lên, đập vào mắt chú là một người đang treo lơ lửng cách đó một đoạn. Khuôn mặt cúi gằm xuống đang nhìn chú mỉm cười. Chú hét lên: ôi mẹ ơi, có ma, có ma. Thế là quăng súng quăng mũ mà chạy. Vừa chạy vừa hét. Lúc này đồng đội mới chạy đến hỏi tình hình. Chú chỉ lại cho cái cây rồi miệng lắp bắp: có ma, có người thắt cổ ở đây, một người mặc quân phục. Lúc này chỉ huy thấy có chuyện nên tập hợp lính lại để về đơn vị, tránh làm hoang mang lòng quân. Ông quát lên: nói linh tinh cái gì đấy, toàn đại đội tập hợp điểm danh quân số về đơn vị. Lúc này chú bộ đội lúc nãy mới rón rén đi ra nói: thưa chỉ huy,
cho phép em lại chỗ gốc cây đấy lấy súng và mũ ạ. Nãy sợ quá nên em bỏ ở đó. Ông chỉ huy nói, được, tôi đi với cậu. Toàn đội nghỉ tại chỗ. Hai người đi đến chỗ gốc cây. Ông chỉ huy cầm đèn dọi vào gốc cây rồi hỏi, súng cậu để ở chỗ nào? Chú bộ đội chỉ vào chỗ gốc cây rồi nói, ủa, rõ ràng là em dựng ngay chỗ này mà, sao giờ không thấy nữa, cả mũi cối nữa. Vô tình, người chỉ huy dọi đèn lên chỗ trạc ba của cái cây. Vừa hay có một khuôn mặt người đang thập thò trên đó nhìn hai người. Lúc này, ông ấy nhìn thấy cây súng và chiếc mũ cối được treo lủng lẳng bằng một sợi dây vải. Người chỉ huy quát lên, ai, ai ở trên đấy, đừng có mà trêu chọc chúng tôi. Nói vậy để tránh hoang mang lòng quân, chứ thực ra trong lòng ông ấy biết là có chuyện thật rồi. Ông ấy gọi mọi người đến, dùng một cây gậy dài khều súng và mũ xuống, sau đó cho quân về doanh trại. Sau đó ông ấy báo cáo lên tiểu đoàn. Kể từ đó, cái cây như là một cấm địa, quân lính không ai được lại gần. Tuy nhiên lâu lâu thì người ta vẫn nhìn thấy hình ảnh một người treo cổ lủng lẳng ở trên cây khi về đêm. Hiện tại cây đó vẫn còn, địa chỉ thuộc phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum.